số 1 Kinh Phạm Võng Brahma Jala Sutta Tụng phẩm một la mã một Như vậy tôi nghe Một thời Thế Tôn đang đi trên con đường giữa Raja Gaha, Vương Xá và Nalanda Cùng với đại chúng tỷ kheo khoảng 500 vị Lúc bấy giờ có supija du sĩ ngoại đạo Cũng đi trên con đường giữa Raja Gaha và Nalanda cùng với đệ tử. Thanh niên Brahma Datta, Supiza, du sĩ ngoại đạo, dùng vô số phương tiện hủy báng Phật, hủy báng Pháp, hủy báng Tăng. Còn đệ tử của du sĩ ngoại đạo supija thanh niên Brahma Datta, lại dùng vô số phương tiện tán thán Phật, tán thán Pháp, tán thán Tăng. Như vậy, cả hai thầy trò nói những lời hoàn toàn tương phản nhau trong khi đi sau lưng Đức Phật và chúng tỷ kheo. 2. Rồi Thế Tôn đến nghỉ một đêm tại Ambalat nhà nghỉ mát của vua, cùng với chúng tỷ kheo. Supiza, du sĩ ngoại đạo, cũng đến nghỉ một đêm tại Ambalat nhà nghỉ mát của vua, cùng với đệ tử, thanh niên Brahma Datta. Tại đây, du sĩ ngoại đạo Supiza cũng dùng vô số phương tiện hủy bán Phật, hủy bán pháp, hủy bán tăng. Còn đệ tử của du sĩ ngoại đạo Supiya, thanh niên Brahma Datta lại dùng vô số phương tiện tán thán Phật, tán thán pháp, tán thán tăng. Như vậy, cả hai thầy trò nói những lời hoàn toàn tương phản nhau. Ba. Và khi đêm vừa mới tàn, một số lớn chư tăng sau khi thức dậy đã ngồi họp tại một gian nhà hình tròn và câu chuyện sau đây được bàn đến giữa chư tăng. Này các hiền giả, thật kỳ diệu thay, này các hiền giả, thật hy hữu thay, thế tôn đấng toàn chi, toàn kiến, đấng A-la-hán, bậc tránh đẳng giác, đã thấu hiểu xu hướng sai khác của chúng sanh. Su-pi-da kẻ du sĩ ngoại đạo này, dùng vô số phương tiện hủy báng Phật, hủy báng Pháp, hủy báng Tăng. Còn đệ tử của du sĩ ngoại đạo Supiza, thanh niên Brahma Datta, lại dùng vô số phương tiện tán thán Phật, tán thán Pháp, tán thán Tăng. Như vậy, cả hai thầy trò nói những lời hoàn toàn tương phản nhau trong khi đi sau lưng Thế Tôn và chúng tỷ kheo. 4. Lúc bấy giờ, Thế Tôn được biết câu chuyện đang bàn giữa chư Tăng, liền đến tại gian nhà hình tròn và ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn sau khi ngồi xuống thế tôn nói với các vị tỷ kheo này các tỷ kheo câu chuyện gì được bàn đến trong khi các ngươi ngồi họp tại chỗ này vấn đề gì đã được bỏ dở chưa nói xong nghe nói vậy các tỷ kheo bạch thế tôn bạch thế tôn tại đây khi đêm vừa mới tàn chúng con sau khi dậy ngồi họp tại nơi gian nhà hình tròn và giữa chúng con câu chuyện sau đây được bàn đến này các hiền giả thật kỳ diệu thay này các hiền giả thật hy hữu thay thế tôn đấng toàn chi toàn kiến đấng a la hán bậc tránh đẳng giác đã thấu hiểu xu hướng sai khác của chúng sanh supiza kẻ du sĩ ngoại đạo này dùng vô số phương tiện hủy báng phật hủy báng pháp, hủy báng tăng. Còn đệ tử của du sĩ ngoại đạo Supiza, thanh niên Brahma Datta, lại dùng vô số phương tiện tán thán Phật, tán thán Pháp, tán thán Tăng. Như vậy, cả hai thầy trò nói những lời hoàn toàn tương phản nhau trong khi đi sau lưng Thế Tôn và chúng tỷ kheo. Bạch Thế Tôn, đó là câu chuyện đang bàn đến nửa chừng của chúng con khi Thế Tôn đến năm Này các tỷ kheo, nếu có người hủy bán ta, hủy bán pháp hay hủy bán tăng, các ngươi chớ có vì vậy sanh lòng công phẫn, tức tối, tâm sanh phiền muộn. Này các tỷ kheo, nếu có người hủy bán ta, hủy bán pháp hay hủy bán tăng, và nếu các ngươi sanh lòng công phẫn, tức tối, tâm sanh phiền muộn, thời như vậy sẽ có hại cho các ngươi. Nếu có người hủy bán ta, hủy bán pháp hay hủy bán tăng, và nếu các ngươi công phẫn và phiền muộn, thời các ngươi có thể biết được lời nói của những kẻ ấy là đúng hay sai lạc chăng? Bạch Thế Tôn, không thể được. Này các tỷ kheo, khi có người hủy bán ta, hủy bán pháp hay hủy bán tăng, các ngươi phải nói rõ những điểm không đúng sự thật là không đúng sự thật. Như thế này, điểm này không đúng sự thật. Như thế này, điểm này không chính xác. Việc này không có giữa chúng tôi. Việc này không xảy ra giữa chúng tôi. 6. Này các tỷ kheo, nếu có người tán thán ta, tán thán Pháp hay tán thán Tăng, thời các ngươi không nên hoan hỉ, vui mừng, tâm không nên thích thú. Này các tỷ kheo, nếu có người tán thán ta, tán thán pháp hay tán thán tăng mà nếu các ngươi hoan hỉ vui mừng và thích thú thời sẽ có hại cho các ngươi này các tỷ kheo nếu có người tán thán ta tán thán pháp hay tán thán tăng thời các ngươi hãy công nhận những gì đúng sự thật là đúng sự thật như thế này điểm này đúng sự thật như thế này điểm này chính xác việc này có giữa chúng tôi việc này đã xảy ra giữa chúng tôi. Tiểu giới 7. Này các tỷ kheo, thật sự chỉ thuộc các vấn đề không quan trọng, nhỏ nhặt, chỉ thuộc giới luật mà kẻ phàm phu tán thán như lai. Này các tỷ kheo, thế nào là những vấn đề không quan trọng, nhỏ nhặt, chỉ thuộc giới luật mà kẻ phàm phu tán thán như lai? 8. Sa môn Gotama từ bỏ sát sanh, tránh xa sát sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm, biết tàm quý, có lòng từ, sống thương xót đến hạnh phúc của tất cả chúng sanh và loài hữu tình. Này các tỷ kheo, đó là những lời tán thán như lai của kẻ phàm phu. Sa môn Gotama từ bỏ lấy của không cho, tránh xa sự lấy của không cho, chỉ lấy những vật đã cho, chỉ mong những vật đã cho tự sống thanh tịnh, không có trộm cướp. Này các tỷ kheo, đó là những lời tán thán như lai của kẻ phàm phu. Sa môn Gotama từ bỏ tà hạnh, tịnh tu phạm hạnh, sống giải thoát, từ bỏ dâm dục hèn hạ. Này các tỷ kheo, đó là những lời tán thán như lai của kẻ phàm phu. 9. Sa môn Gotama từ bỏ nói láo tránh xa nói láo. Nói những lời trơn thật, y chỉ nơi sự thật, chắc chắn, đáng tin cậy, không lừa gạt, không phản lại lời hứa đối với đời. Này các tỷ kheo, đó là những lời tán thán như lai của kẻ phàm phu. Sa môn Gotama từ bỏ nói hai lưỡi, tránh xa nói hai lưỡi, nghe điều gì ở chỗ này, không đi nói với những người kia để sanh chia rẽ ở những người này nghe điều gì ở chỗ kia, không đi nói với những người này để sanh chia rẽ ở những người kia. Như vậy, Sa môn Gotama sống hòa hợp những kẻ ly gián, tăng trưởng những kẻ đã hòa hợp, hoan hỷ trong hòa hợp, nói những lời đưa đến hòa hợp. Này các tỷ kheo, đó là những lời tán thán Như Lai của kẻ phàm phu. Này các tỷ kheo, Sa môn Gotama từ bỏ lời nói độc ác tránh xa lời nói độc ác những lời nói không lỗi lầm đẹp tai dễ thương thông cảm đến tâm tao nhã đẹp lòng nhiều người vui lòng nhiều người sa môn gotama nói những lời như vậy này các tỷ kheo đó là những lời tán thán như lai của kẻ phàm phu này các tỷ kheo sa môn gotama từ bỏ lời nói ỷ ngữ tránh xa lời nói ỷ ngữ, nói đúng thời, nói những lời trơn thật, nói những lời có ý nghĩa, nói những lời về chánh pháp, nói những lời về luật, nói những lời đáng được gìn giữ, những lời hợp thời, thuận lý, có mạch lạc hệ thống, có ích lợi. Này các tỷ kheo, đó là những lời tán thán như lai của kẻ phàm phu. 10. Samon môn Gotama không làm hại đến các hạt giống và các loại cây cỏ. Sa môn Gotama dùng mỗi ngày một bữa, không ăn ban đêm, từ bỏ ăn ban đêm, từ bỏ ăn phi thời. Sa môn Gotama từ bỏ đi xem múa, hát nhạc, diễn kịch. Sa môn Gotama từ bỏ trang sức bằng vòng hoa, hương liệu, dầu thoa và các thời trang. Sa môn Gotama từ bỏ dùng giường cao và giường lớn. Sa môn Gotama từ bỏ nhận vàng và bạc. Sa môn Gotama từ bỏ nhận các hạt giống. Sa môn Gotama từ bỏ nhận thịt sống. Sa môn Gotama từ bỏ nhận đàn bà, con gái. Sa môn Gotama từ bỏ nhận nô tỳ gái và trai. Sa môn Gotama từ bỏ nhận cừu và dê. Sa môn Gotama từ bỏ nhận da cầm và heo sa môn gotama từ bỏ nhận voi bò ngựa và ngựa cái sa môn gotama từ bỏ nhận ruộng nương đất đai sa môn gotama từ bỏ bảo người môi giới hoặc tự mình làm môi giới sa môn gotama từ bỏ buôn bán sa môn gotama từ bỏ các sự gian lận bằng cân tiền bạc và đo lường Sa môn Gotama từ bỏ các tà hạnh như hối lộ, gian trá, lừa đảo. Sa môn Gotama từ bỏ không làm thương tổn, sát hại, câu thúc, bức đoạt, trộm cắp, cướp phá. Này các tỷ kheo, đó là những lời tán thán như lai của kẻ phàm phu. Trung giới 11. Trong khi một số sa môn, bà la môn, dầu đã dùng các món ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn sống làm hại các hạt giống và cây cối, như các giống từ rễ xanh, giống từ nhánh cây xanh, giống từ đốt cây xanh, giống từ chiết cây xanh, và thứ năm là hạt giống từ hạt giống xanh. Còn Samon Gotama thì từ bỏ, không làm hại hạt giống hay cây cối nào. Này các tỷ kheo, như vậy là người phàm phu tán thán như lai. 12. Trong khi một số sa môn, bà la môn dầu đã dùng các món ăn do so tín thí cúng dường, vẫn còn sống cất chứa và thọ hưởng các đồ vật, như cất chứa các món ăn, cất chứa các đồ uống, cất chứa vải, cất chứa xe cộ, cất chứa các đồ nằm, cất chứa các hương liệu, cất chứa các mỹ vị. Còn sa môn Gotama thì từ bỏ cất chứa các vật trên này các tỷ kheo, như vậy là người phàm phu tán thán như lai. 13. Trong khi một số sa môn, bà la môn, giàu đã dùng các món ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn sống theo các du hí không trơn tránh, như múa, hát, nhạc, kịch, ngâm vịnh, nhịp tay, tụng chú, đánh trống, diễn các tuồng thần tiên, trò chơi bi sát, trò chơi xào tre, mãi võ đấu voi đấu ngựa đấu châu đấu bò đực đấu dê đấu cừu đấu gà đấu chim cun cút đấu gậy đấu quyền đấu vật đánh giặc giả giàn trận thao lược diễn binh còn Sa môn Gotama thì từ bỏ các loại du hí không trơn tránh như trên này các tỷ kheo như vậy là người phàm phu tán thán như lai 14 Trong khi một số sa môn và la môn dầu đã dùng các món ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn sống đánh bài và theo các trò giải trí như cờ tám hình vuông, cờ mười hình vuông, cờ trên không, trò chơi trên đất, chỉ bước vào những ô có quyền bước, trò chơi quăng thẻ rồi chụp, nhưng không cho sụp đống thẻ, chơi xúc sắc, chơi khăn, lấy tay làm viết, chơi banh chơi thổi kèn bằng lá cày với chiếc cày giả nhảy lộn nhào chơi trong chóng chơi với đồ chơi bằng lá chơi xe con chơi cung nhỏ chơi đoán chữ viết thiếu trên không hay trên lưng chơi đoán tư tưởng chơi bắt trước điệu bộ còn samon gotama thì từ bỏ đánh bài và các loại giải trí như trên này các tỷ kheo như vậy là người phàm phu tán thán như lai. 15. Trong khi một số Sa môn và La môn dầu đã dùng các món ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn sống dùng các giường cao và giường lớn, như ghế bành, ghế dài, nệm trải giường bằng len, vải trải giường nhiều tấm nhiều màu, chăn len trắng, chăn len theo bông, nệm bông, nệm theo hình các con thú. Mền bằng lông thú cả hai phía, mền bằng lông thú một phía, mền có đính ngọc, mền bằng lụa, tấm thảm lớn có thể chứa 12 người múa, nệm voi, nệm ngựa, nệm xe, nệm bằng da con sơn dương khâu lại với nhau, nệm bằng da con nai có bộ da quý, kadali, tấm khảm với lều che phía trên, ghế dài có gối đầu, gối chân màu đỏ. Còn môn Gotama thì từ bỏ, không dùng các giường cao và giường lớn như trên. Này các tỷ kheo, như vậy là người phàm phu tán thán như lai. 16. Trong khi một số sa môn bà la môn dầu đã dùng các món ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn sống dùng các đồ trang sức và mỹ phẩm như thoa dầu, đấm bóp, tắm, đập tay chân cho mềm dẻo, gương, kem đánh mặt vòng hoa và phấn son phấn mặt sáp mặt vòng tay tóc giả trên đầu gậy cầm tay ống thuốc gươm lọng dép thêu khăn đầu ngọc phất trần vải trắng có viền tua dài còn sa môn gotama thì từ bỏ không dùng các loại trang sức và mỹ phẩm như trên này các tỷ kheo như vậy là người phàm phu tán thán như lai 17. Trong khi một số Sa môn, Bà La môn dầu đã dùng các món ăn do tín thí cúng dường vẫn còn sống, nói những câu chuyện vô ích tầm thường như câu chuyện về vua chúa, câu chuyện về ăn trộm, câu chuyện về đại thần, câu chuyện về binh lính, các câu chuyện hãi hùng, câu chuyện về chiến tranh, câu chuyện về đồ ăn, câu chuyện về đồ uống, câu chuyện về vải mặc, câu chuyện về giường nằm câu chuyện về vòng hoa câu chuyện về hương liệu câu chuyện về bà con câu chuyện về xe cộ câu chuyện về làng xóm câu chuyện về thị tứ câu chuyện về thành phố câu chuyện về quốc độ câu chuyện về đàn bà câu chuyện về vị anh hùng câu chuyện bên lề đường câu chuyện tại chỗ lấy nước câu chuyện về người đã chết các câu chuyện tạp thoại, câu chuyện về hiện trạng của thế giới, hiện trạng của đại dương, câu chuyện về sự hiện hữu và sự không hiện hữu. Còn Sa môn Gotama thì từ bỏ, không nói những câu chuyện vô ích tầm thường kể trên. Này các tỷ kheo, như vậy là người phàm phu tán thán như lai. 18. Trong khi một số Sa môn bà La môn dầu đã dùng các món ăn do tín thí cúng dường vẫn còn sống bàn luận tranh chấp như nói ngươi không biết pháp và luật này tôi biết pháp và luật này sao ngươi có thể biết pháp và luật này ngươi đã phạm vào tà kiến tôi mới thật đúng tránh kiến lời nói của tôi mới tương ưng lời nói của ngươi không tương ưng những điều đáng nói trước ngươi lại nói sau những điều đáng nói sau ngươi lại nói trước chủ kiến của ngươi đã bị bài bác câu nói của ngươi đã bị dèm pha ngươi đã bị thuyết bại hãy đến mà giải vây lời nói ấy nếu có thể được gắng thoát ra khỏi lối bí còn samon gotama thì từ bỏ những cuộc biện luận tranh chấp đã kể trên này các tỷ kheo như vậy là người phàm phu tán thán như lai 19 Trong khi một số sa môn bà la môn dầu đã dùng các món ăn do tín thí cúng dường vẫn còn sống cho đưa các tin tức hoặc tự đứng làm môi giới cho các vua cho các đại thần của vua cho các vị sát đế lỵ cho các vị bà la môn cho các gia chủ cho các thanh niên và nói rằng hãy đi đến chỗ ấy hãy đi lại chỗ kia mang cái này lại đem cái này đến chỗ kia. Còn Sa môn Gotama thì từ bỏ, không cho đưa các tin tức và không tự đứng làm môi giới. Này các tỷ kheo, như vậy là kẻ phàm phu tán thán Như Lai. 20. Trong khi một số Sa môn, Bà La môn dầu đã dùng các món ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn sống lừa đảo, nói lời xiểm nịnh, gợi ý dèm pha lấy lợi cầu lợi. Còn Sa môn Gotama thì từ bỏ, không lừa đảo và không xiểm nịnh như trên. Này các tỷ kheo, như vậy là kẻ phàm phu tán thán Như Lai. Đại giới 21. Trong khi một số Sa môn, Bà La môn dầu đã dùng các món ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn tự nuôi sống bằng những tà hạnh, như xem tướng tay chân, chiêm tướng, triệu tướng, mộng tướng, thân tướng, dấu chuột cắn, tế lửa, tế muỗng, tế vỏ lúa, tế tấm, tế gạo, tế thục tô, tế dầu, dùng miệng phun hạt cải, vân vân vào lửa, tế máu, khoa xem chi tiết, khoa xem địa lý khoa xem mộng khoa cầu thần ban phước khoa cầu ma quỷ khoa dùng bùa chú khi ở trong nhà bằng đất khoa rắn khoa thuốc độc khoa bọ cạp khoa chuột khoa chim khoa chim quạ khoa đoán số mạng khoa ngừa tên bắn khoa biết tiếng nói của chim còn samon gotama thì tránh xa những tà hạnh kể trên này các tỷ kheo như vậy là kẻ phàm phu tán thán như lai. 22. Trong khi một số sa môn, bà la môn, dầu đã dùng các món ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn tự nuôi sống bằng những tà mạng như xem tướng các hòn ngọc, tướng áo quần, tướng que gậy, tướng gươm kiếm, tướng mũi tên, tướng cây cung, tướng võ khí, tướng đàn bà, tướng đàn ông, tướng thiếu niên tướng thiếu nữ tướng đầy tớ nam tướng đầy tớ nữ tướng voi tướng ngựa tướng châu tướng bò đực tướng bò cái tướng dê tướng cừu tướng gia cầm tướng chim cun cút tướng con tắc kè tướng vật tai dài tướng rùa tướng thú vật còn sa môn gotama thì từ bỏ những tà mạng kể trên này các tỷ kheo như vậy là kẻ phàm phu tán thán như lai. 23. Trong khi một số sa môn, bà la môn, dầu đã dùng các món ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn tự nuôi sống bằng những tà mạng, như đoán trước vua sẽ tiến quân, vua sẽ lui quân, vua bản xứ sẽ tấn công, vua ngoại bang sẽ triệt thối, vua ngoại bang sẽ tấn công, vua bản xứ sẽ triệt thối vua bản xứ sẽ thắng trận. Vua ngoại bang sẽ bại trận. Vua ngoại bang sẽ thắng trận. Vua bản xứ sẽ bại trận. Như vậy, sẽ có sự thắng trận cho phe bên này. Sẽ có sự thất bại cho phe bên kia. Còn Samon Gotama thì từ bỏ những tà mạng kể trên. Này các tỷ kheo, như vậy là kẻ phàm phu tán thán như lai. 24 trong khi một số sa môn, bà la môn, giàu đã dùng các món ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn tự nuôi sống bằng những tà mạng, như đoán trước sẽ có nguyệt thực, sẽ có nhược thực, sẽ có tinh thực. Mặt trăng, mặt trời sẽ đi đúng tránh đạo. Mặt trăng, mặt trời sẽ đi ngoài tránh đạo. Các tinh tú sẽ đi đúng tránh đạo. Các tinh tú sẽ đi ngoài tránh đạo. Sẽ có sao băng, sẽ có lửa cháy các phương hướng, sẽ có động đất, sẽ có sấm trời, mặt trăng, mặt trời, các sao sẽ mọc, sẽ lặn, sẽ mờ, sẽ sáng. Nguyệt thực sẽ có kết quả như thế này, nhật thực sẽ có kết quả như thế này, tinh thực sẽ có kết quả như thế này. Mặt trăng, mặt trời đi đúng tránh đạo sẽ có kết quả như thế này mặt trăng, mặt trời đi ngoài tránh đạo sẽ có kết quả như thế này; các tinh tú đi đúng tránh đạo sẽ có kết quả như thế này; các tinh tú đi ngoài tránh đạo sẽ có kết quả như thế này; sao băng sẽ có kết quả như thế này; lửa cháy các phương hướng sẽ có kết quả như thế này; động đất sẽ có kết quả như thế này; sấm trời sẽ có kết quả như thế này mặt trăng, mặt trời, các sao mọc, lặn, mờ, sáng sẽ có kết quả như thế này. Còn sa môn Gotama thì tránh xa, không tự nuôi sống bằng những tà mạng kể trên. Này các tỷ kheo, như vậy là kẻ phàm phu tán thán như lai. 25. Trong khi một số sa môn, bà la môn, giàu đã dùng các món ăn do tín thí cúng dường vẫn còn tự nuôi sống bằng những tà mạng, như đoán trước sẽ có nhiều mưa, sẽ có đại hạn, sẽ được mùa, sẽ mất mùa, sẽ được an ổn, sẽ có hiểm họa, sẽ có bệnh, sẽ không có bệnh, hay làm các nghề như đếm trên ngón tay, kế toán, cộng số lớn, làm thơ, làm theo thế tình. Còn Sa môn Gotama thì tránh xa các tà mạng kể trên, này các tỷ kheo, như vậy là kẻ phàm phu tán thán như lai. 26. Trong khi một số sa môn, bà la môn, dầu đã dùng các món ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn tự nuôi sống bằng những tà mạng, như sắp đặt ngày lành để đưa rước dâu hay rể, lựa ngày giờ tốt để hòa giải, lựa ngày giờ tốt để chia rẽ, lựa ngày giờ tốt để đòi nợ lựa ngày giờ tốt để cho mượn hay tiêu tiền dùng bùa chú để giúp người được may mắn dùng bùa chú để khiến người bị rủi ro dùng bùa chú để phá thai dùng bùa chú làm cóng lưỡi dùng bùa chú khiến quai hàm không cử động dùng bùa chú khiến cho người phải bỏ tay xuống dùng bùa chú khiến quai hàm cử động dùng bùa chú khiến cho tai bị điếc hỏi gương soi, hỏi phù đồng, hỏi thiếu nữ, hỏi thiên thần để biết họa phước. Thờ mặt trời, thờ đại địa, phun ra lửa, cầu Siri thần tài. Còn Sa môn Gotama thì tránh xa các tà mạng kể trên. Này các tỷ kheo, như vậy là kẻ phàm phu tán thán Như Lai. 27 trong khi một số Sa môn, Bà La môn dầu đã dùng các món ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn tự nuôi sống bằng những tà mạng, như dùng các tà thuật để được yên ổn, để khỏi làm các điều đã hứa, để được che chở khi ở trong nhà đất để dương được thịnh, để làm người liệt dương, để tìm đất tốt làm nhà, để cầu phước cho nhà mới, lễ rửa miệng, lễ tắm lễ hy sinh, làm cho mửa, làm cho sổ, bài tiết các nhơ bẩn về phía trên, bài tiết các nhơ bẩn về phía dưới, tẩy tịnh trong đầu, thoa dầu trong tai, nhỏ thuốc mắt, cho thuốc qua lỗ mũi, sức thuốc mắt, thoa dầu cho mắt, chữa bệnh đau mắt, làm thầy thuốc mổ xẻ, chữa bệnh cho con nít, cho uống thuốc làm bằng các loại rễ cây ngăn ngừa công hiệu của thuốc. Còn Sa môn Gotama thì tránh xa các tà mạng kể trên. Này các tỷ kheo, như vậy là kẻ phàm phu tán thán Như Lai. Này các tỷ kheo, đấy là những vấn đề không quan trọng, nhỏ nhặt, chỉ thuộc giới luật mà kẻ phàm phu dùng để tán thán Như Lai. Xong đại giới. 28. Này các tỷ kheo lại có những pháp khác sâu kín khó thấy khó chứng tịch tịnh mỹ diệu vượt ngoài tầm của lý luận suông tế nhị chỉ những người trí mới nhận hiểu những pháp ấy Như Lai đã tự chứng chi giác ngộ và tuyên thuyết chính những pháp ấy những ai như thật trơn tránh tán thán Như Lai mới nói đến này các tỷ kheo thế nào là những pháp sâu kín, khó thấy, khó chứng, tịch tịnh, mỹ diệu, không thể nhận hiểu bởi lý luận suông tế nhị. Chỉ những người trí mới nhận hiểu. Những pháp ấy, như Lai đã tự chứng chi, giác ngộ và tuyên thuyết. Chính những pháp ấy, những ai như thật trơn tránh tán thán, như Lai mới nói đến. 62 loại tà kiến 29 Này các tỷ kheo Có những sa môn, bà la môn luận bàn về quá khứ tối sơ Kiến chấp về quá khứ tối sơ Y cứ về quá khứ tối sơ Đề xướng nhiều sở kiến sai khác với 18 luận chấp Và những sa môn, bà la môn ấy Y chỉ gì, căn cứ gì luận bàn về quá khứ tối sơ Chấp kiến về quá khứ tối sơ y cứ về quá khứ tối sơ, đề xướng ra nhiều sở kiến sai khác với 18 luận chấp. 30. Này các tỷ kheo, có một số sa môn bà la môn chủ trương thường chú luận, chấp rằng bản ngã và thế giới là thường còn với bốn luận chấp. Và những sa môn bà la môn này y chỉ gì, căn cứ gì chủ trương thường chú luận chấp bản ngã và thế giới là thường còn với bốn luận chấp. 31. Này các tỷ kheo, có một số sa môn bà la môn nhờ nhiệt tâm, nhờ tinh tấn, nhờ cần mẫn, nhờ không phóng giật, nhờ tránh ước niệm, nên tâm nhập định. Khi tâm nhập định, vị ấy nhớ được nhiều đời sống quá khứ, như một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, mười đời, hai mươi đời, ba mươi đời, bốn mươi đời, năm mươi đời, trăm đời, ngàn đời, trăm ngàn đời, hàng trăm đời, hàng ngàn đời, hàng trăm ngàn đời. nhớ rằng khi được sanh tại chỗ ấy, tôi đã sống với tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, ăn uống như thế này, lạc thọ khổ thọ như thế này tuổi thọ như thế này từ chỗ chết đi tôi lại được sanh đến chỗ kia tại chỗ kia tôi đã sống với tên như thế này dòng họ như thế này giai cấp như thế này ăn uống như thế này lạc thọ khổ thọ như thế này tuổi thọ như thế này từ chỗ kia chết đi tôi được sanh tại chỗ này như vậy người ấy nhớ nhiều đời quá khứ với những đặc điểm và những chi tiết. Người ấy nói rằng, bản ngã và thế giới là thường trú, bất danh, vững chắc như đỉnh núi, như trụ đá. Còn những loại hữu tình kia thời lưu chuyển luân hồi, chết đi, sanh lại, tuy vậy chúng vẫn thường trú. Tại sao vậy? Vì rằng tôi do nhờ nhiệt tâm, nhờ tinh tấn, nhờ cần mẫn, nhờ không phóng giật, nhờ tránh ước niệm, vân vân. Còn những loại hữu tình kia thì lưu chuyển luân hồi, chết đi sanh lại. Tuy vậy, chúng vẫn thường trú. Này các tỷ kheo, đó là lập trường thứ nhất. Y chỉ theo đó, căn cứ theo đó. Một số vị sa môn, bà la môn, chủ trương thường trú luận, chấp rằng bản ngã và thế giới là thường còn. 32. Trường hợp thứ hai có những sa môn hay bà la môn y chỉ gì căn cứ gì chủ trương thường trú luận chấp rằng bản ngã và thế giới là thường còn này các tỷ kheo ở đời này có sa môn hay bà la môn nhờ nhiệt tâm nhờ tinh tấn nhờ cần mẫn nhờ không phóng giật nhờ tránh ước niệm nên tâm nhập định khi tâm nhập định vị ấy nhớ được nhiều đời sống quá khứ như một thành kiếp hoại kiếp, hai thành kiếp hoại kiếp, ba thành kiếp hoại kiếp, vân vân, mười thành kiếp hoại kiếp. Nhớ rằng, khi được sanh tại chỗ ấy, tôi đã sống với tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, ăn uống như thế này, lạc thọ, khổ thọ như thế này, vân vân. Còn những loại hữu tình kia lưu chuyển luân hồi, chết đi sanh lại, tuy vậy chúng vẫn thường trú. Này các tỷ kheo, đó là lập trường thứ hai, y chỉ theo đó, căn cứ theo đó. Một số vị sa môn, bà la môn, chủ trương thường trú luận, chấp rằng bản ngã và thế giới là thường còn. 33. Trường hợp thứ ba Có những sa môn hay bà la môn, y chỉ gì, căn cứ gì, chủ trương thường trú luận cho rằng bản ngã và thế giới là thường còn. Này các tỷ kheo, ở đời này có sa môn hay bà la môn nhờ nhiệt tâm, nhờ tinh tấn, nhờ cần mẫn, nhờ không phóng giật, nhờ tránh ước niệm, nên tâm nhập định. Khi tâm nhập định, vị ấy nhớ được nhiều đời sống quá khứ. Như 10 thành kiếp hoại kiếp, 20 thành kiếp hoại kiếp, 30 thành kiếp hoại kiếp, 40 thành kiếp hoại kiếp, nhớ rằng khi được sanh tại chỗ ấy, tôi đã sống với tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, ăn uống như thế này, lạc thọ, khổ thọ như thế này, tuổi thọ như thế này. Từ chỗ ấy chết đi, tôi lại được sanh đến chỗ kia. Tại chỗ kia, tôi đã sống với tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, ăn uống như thế này lạc thọ khổ thọ như thế này tuổi thọ như thế này từ chỗ kia chết đi tôi được sanh tại chỗ này như vậy người ấy nhớ nhiều đời quá khứ với những đặc điểm và những chi tiết người ấy nói bản ngã và thế giới là thường trú bất sanh vững chắc như đỉnh núi như trụ đá còn những loại hữu tình kia thì lưu truyền luân hồi chết đi sanh lại, tuy vậy chúng vẫn thường chú. Tại sao vậy? Vì rằng tôi nhờ nhiệt tâm, vân vân, nên tâm nhập định như vậy. Khi tâm nhập định như vậy, tôi nhớ được nhiều đời sống quá khứ, như 10 thành kiếp, hoại kiếp, vân vân, 40 thành kiếp, hoại kiếp, nhớ rằng khi được sanh tại chỗ ấy, tôi sống với tên như thế này, vân vân, tôi được sanh tại chỗ này như vậy, người ấy nhớ nhiều đời quá khứ với những đặc điểm và những chi tiết. Người ấy nói, bản ngã và thế giới là thường trú, bất sanh, vững chắc như đỉnh núi, như trụ đá, vân vân. Còn những loại hữu tình kia thì lưu truyền luân hồi, chết đi sanh lại, tuy vậy chúng vẫn thường trú. Này các tỷ kheo, đó là lập trường thứ ba. Y chỉ theo đó căn cứ theo đó, một số vị sa môn, bà la môn chủ trương thường chú luận chấp bàn ngã và thế giới là thường còn. 34. Trường hợp thứ tư, có những sa môn hay bà la môn y chỉ gì, căn cứ gì, chủ trương thường chú luận chấp bàn ngã và thế giới là thường còn. Này các tỷ kheo ở đời có sa môn hay bà la môn là nhà suy luận là nhà thẩm sát do sự chia trẻ của suy luận và sự tùy thuận theo thẩm sát vị này tuyên bố như thế này bản ngã và thế giới là thường trú bất sanh vững chắc như đỉnh núi như trụ đá còn những loại hữu tình kia thời lưu truyền luân hồi chết đi sanh lại tuy vậy chúng vẫn thường trú này các tỷ kheo, đó là lập trường thứ tư. Y chỉ theo đó, căn cứ theo đó. Một số vị sa môn, bà la môn, chủ trương thường chú luận, chấp bản ngã và thế giới là thường còn. 35. Này các tỷ kheo, những sa môn hay bà la môn này, chủ trương thường chú luận, chấp bản ngã và thế giới là thường còn, với bốn luận chấp nếu có những vị sa môn, bà la môn nào chủ trương, thường chú luận, chấp rằng bản ngã và thế giới là thường còn, họ sẽ chấp cả bốn luận chấp trên hay một trong những luận chấp trên. Ngoài ra, không có luận chấp nào khác nữa. 36. Này các tỷ kheo, như lai tuệ chi như thế này, những sở kiến ấy, chấp trước như vậy, chấp thủ như vậy, sẽ đưa đến những cõi như vậy sẽ tác thành những định mạng như vậy như lai biết như vậy lại biết hơn thế nữa và không chấp sở chi ấy nhờ không chấp trước sở chi ấy nội tâm chứng được tịch tịnh như lai như thật biết sự tập khởi sự diệt trừ vị ngọt sự nguy hiểm của các thọ và sự xuất ly khỏi chúng nhờ biết vậy này các tỷ kheo như Lai được giải thoát hoàn toàn, không có chấp thủ. 37. Những pháp ấy, này các tỷ kheo, là những pháp sâu kín, khó thấy, khó chứng, tịch tịnh, mỹ diệu, vượt ngoài tầm của lý luận xuông, tế nhị. Chỉ những người có trí mới có thể phân biệt. Những pháp ấy, Như Lai đã thắng chi, giác ngộ và tuyên thuyết. Chính những pháp ấy những ai như thật trơn tránh tán thán như lai like mới nói đến